Diễm tự tin khoe ảnh mẹ con giống nhau từ thuở bé. Lương Thế Thành lập tức đáp trả thế này đây. Vừa qua trên trang Facebook cá nhân của mình, diễn viên Thúy Diễm đã chia sẻ một trạng thái mới. So sánh hình ảnh lúc nhỏ của bản thân với hình ảnh hiện tại của cậu con trai đầu lòng, cô nàng không giấu được sự vui thích thông qua dòng status ngắn. Ảnh 6 tháng và tôi 6 tháng, cách nhau ba mấy năm. Thường xuyên xuất hiện trên trang mạng cá nhân của bố mẹ, Cu Tèo, con trai của Thúy Diễm và Lương Thế Thành luôn nhận được nhiều sự chào đón từ khán giả. Cụ thể trong bài đăng vừa được Thúy Diễm chia sẻ, cậu bé đã nhận được vô vàn lời khen cũng như lời công nhận về độ giống y xì đúc với mẹ Thúy Diễm. Bên dưới bài đăng của vợ, Lương Thế Thành lập tức để lại một số bình luận dí dỏm, tự nhận bản thân mình cũng ngon, sau đó thì năn nỉ vợ có gì về nhà nói. Màn đối đáp đáng yêu của vợ chồng Thúy Diễm và một số người bạn trên trang cá nhân. Cô diễn viên Thúy Diễm thường xuyên dành nhiều thời gian bên gia đình và con trai. Trước đó, Thúy Diễm cũng từng gây sốt khi đăng bài so sánh hình ảnh giữa nhóc Tì với bố Tèo Lương Thế Thành. Giống cả ba lẫn mẹ khi cả hai còn bé, cô Tèo được dự đoán sẽ sớm sở hữu nét đẹp của Thúy Diễm và Lương Thế Thành để trở thành một hot boy trong tương lai không xa. Lương Thế Thành thừa nhận, tôi quá ngu ngốc, dành làm hết việc nhà khi Thúy Diễm mang bầu, sinh con. Lương Thế Thành không dám tự nhận mình là ông chồng tốt. Anh chỉ bảo bản thân cố gắng vun vén, hạn chế sai lầm, bù trừ khuyết điểm cho Thúy Diễm. Hai năm kết hôn, Lương Thế Thành chưa từng lớn tiếng với vợ, cũng chưa bao giờ Thúy Diễm nặng nhẹ đến mức chồng mình cảm thấy tổn thương. Hiếm có cặp đôi nào trong showbiz Việt lại được ủng hộ nhiều như Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Từ lúc mới yêu cho đến khi làm đám cưới và chào đón con trai đầu lòng vào tháng 7 vừa qua. Mọi chặng đường bước qua, Thúy Diễm, Lương Thế Thành đều ghi dấu bởi muôn vàn lời chúc phúc từ khán giả. Hạnh phúc ngập tràn là thế, song trong mắt Lương Thế Thành, Thúy Diễm, hành trình sinh nở và chăm sóc con trai lại có muôn vàn vất vả. Kể với khán giả một tiếng kể hết về cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn, Lương Thế Thành, Thúy Diễm tạo cho người xem cảm giác rằng họ đang dùng hết cả tình yêu, thời gian, công sức vào việc vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Thúy Diễm biết mình có thai khi đang ở miền Tây để đóng một bộ phim truyền hình. Thời điểm này, Lương Thế Thành cũng đang đầu tắt mặt tối với lịch quay ngày ấy mình đã yêu. Sợ vợ liều mạng đóng cảnh nguy hiểm trong phim, Lương Thế Thành như ngồi trên đống lửa. Song vì công việc đã lỡ ký hợp đồng trước, Lương Thế Thành đành chấp nhận để Thúy Diễm quay cho hết phim. Đến tháng thứ 5 của thai kỳ, Thúy Diễm mới chịu về nhà chăm sóc em bé. Tôi quá ngu ngốc khi dành làm hết việc nhà khi vợ mang thai và sinh con. Thấy Diễm mang bầu cực khổ, tôi mạnh miệng nói em cứ lo sinh con thôi, còn chuyện nhà tất cả là để anh. Tôi nghĩ mình là chồng, phải có trách nhiệm chia sẻ khó khăn với vợ. Lẽ nào thấy vợ bầu bì cực khổ, mình cứ ngồi đó để cô ấy làm việc nhà nữa sao? Mặc dù không phải nấu cơm, lại có thêm ông bà nội phụ giúp, nhưng cứ làm được gì thì tôi làm thôi. Vậy rồi sau khi vợ đẻ xong, đến giờ việc nhà tôi làm luôn. Mình cũng hơi ngu khi hứa, giờ lỡ hứa rồi biết làm sao được. Có muốn rút lại cũng chẳng được, bởi mấy lần nhìn thấy vợ buồn, sầu não vì sinh con quá vất vả, tôi không biết phải làm sao. Khác với nhiều cặp đôi nổi tiếng khác, Lương Thế Thành, Thúy Diễm chọn sang Mỹ sinh con. Lương Thế Thành kể, dẫu được sự giúp đỡ của một vài người chị, nhưng cuộc sống nơi đất khách quê người của vợ chồng anh cũng chẳng thoải mái gì. Hằng ngày, Lương Thế Thành vừa là chồng, vừa là mẹ, vừa là bạn bè của Thúy Diễm. Tâm lý bà bầu nào những tháng cuối thai kỳ rất là mất ổn định. Cứ hễ một chút ra là Lương Thế Thành thấy vợ khóc. Đáng thương thay cho xoáy ca triệu người mê. Nước Mỹ rộng lớn thế mà khi sang đến nơi rồi, chẳng dám đi đâu. Lương Thế Thành bộc bạch rằng, cứ hễ bước chân ra ngoài là vợ mắng. Thúy Diễm muốn anh lúc nào cũng túc trực gần bên. Sợ vợ nghĩ điều tiêu cực rồi ảnh hưởng đến đứa trẻ, Lương Thế Thành phải gọi là ngậm đắng nuốt cay, sống cho qua ngày. Tôi bước ra khỏi cửa là cô ấy hét lên, anh đi đâu, anh bỏ tôi có phải không? Thật sự rất đáng sợ. Không biết những ông chồng khác như thế nào, chứ riêng vợ tôi thì cực kỳ nhạy cảm. Một chiếc lá rơi cũng làm cô ấy khóc. Từ nhỏ đến lớn, Thúy Diễm đã có tính hay lo sợ. Bây giờ sang Mỹ không có người thân, tôi là tất cả của cô ấy. Nhiều khi thèm điếu thuốc lá, hút cho đỡ ghiền mà cũng không dám. Thúy Diễm nhạy cảm đến mức từ đằng sau đã nghe mùi thuốc. Vì vợ con, tôi bỏ hết tất cả những sở thích của mình. Tôi chấp nhận làm người sợ vợ trong mắt nhiều người, miễn rằng gia đình tôi im ấm. Đến ngày vợ sinh, Lương Thế Thành cuống quýt cứ như một đứa trẻ.
Anh lo lắng, mặt mày tái xanh, hồi hộp và lóng ngóng suốt đoạn đường từ nhà đến bệnh viện. Lương Thế Thành bật cười chia sẻ, bước vào phòng sinh, y tá dặn dò thế nào anh làm thế nấy. Vợ thì rên rỉ, đau đớn trên bàn sinh. Còn Lương Thế Thành cứ đỏ mặt tía tai hô lớn, ráng lên em, 1, 2, 3, thấy cái tay rồi, thấy cái đầu rồi. Chứng kiến cảnh chồng vã mồ hôi, sợ hãi đến xanh mặt, Thúy Diễm thú nhận cô vừa thương vừa buồn cười. Lấy được người chồng tâm lý yêu chiều vợ con như Lương Thế Thành, với Thúy Diễm là một điều cực kỳ may mắn. Thúy Diễm đăng ảnh dìm hàng cả con trai và chồng Lương Thế Thành, khiến fan được dịp cười té ghế. Sau khi làm mẹ, Thúy Diễm dường như dần hình thành sở thích khoe ảnh cậu con trai bé bỏng của mình lên mạng xã hội. Tuy nhiên khác với lần trước, thay vì đăng những hình ảnh dễ thương của bé Bảo Bảo, thì Thúy Diễm lại khiến nhiều người bật cười khi cố tình dìm cả cậu con trai quý tử và chồng Lương Thế Thành trên Facebook cá nhân. Cụ thể, vào ngày 6 tháng 10, Thúy Diễm đã đăng trên trang cá nhân của mình hình ảnh bé Bảo Bảo và Lương Thế Thành đang có cùng một biểu cảm giống nhau với dòng nội dung hài hước. Nhà em có 4 miếng thịt bò, mấy anh mấy chị em ạ. Khiến cư dân mạng thêm một lần nữa phải bật cười vì sự đáng yêu của hai cha con. Ngay sau đó, Lương Thế Thành cũng nhanh chóng để lại một bình luận mang giọng điệu cố tình oán trách vợ khi nhan sắc của bản thân và con trai bị dìm thảm hại ngay trên mạng xã hội. Suốt ngày mang nhan sắc tôi ra nhà, bây giờ thêm một thằng nhỏ nữa, thật sự là tội nghiệp hai ba con tôi. Trước bình luận giận dỗi đáng yêu của chồng, Thúy Diễm cũng hài hước đáp trả. Cây nhà em chồng, em khoe chơi. Tuy nhiên, có những hình ảnh của Thúy Diễm vừa đăng tải, không thể phủ nhận bé Bảo Bảo sở hữu nhiều nét giống cha Lương Thế Thành. Nhiều bình luận của cộng đồng mạng đều bày tỏ phấn khích trước khuôn mặt như khuôn đúc sa của hai cha con. Ngay chính Thúy Diễm cũng nhiều lần đem điều đó ra oán trách khi thấy con trai quá giống bố và thường xuyên khoe trên trang cá nhân. Lương Thế Thành và Thúy Diễm kết hôn năm 2016. Sau 3 năm hẹn hò, cả hai có thời gian sống thử cùng nhau trước hôn nhân để không bỡ ngỡ trước khi bước vào cuộc sống vợ chồng. Sự ra đời của bé Lương Thế Bảo đã mang đến niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười cho tổ ấm của hai vợ chồng trẻ. Cậu quý tử nhà Thúy Diễm sở hữu nhiều nét đẹp từ bố mẹ và nhanh chóng đốn tìm người hâm mộ ngay lần đầu được mẹ cho ra mắt công chúng. Có lẽ sắp tới Thúy Diễm sẽ vẫn tiếp tục khiến cộng đồng mạng nhiều lần dậy sóng trước hình ảnh của cậu con trai Bảo Bảo đáng yêu đang ngày càng trưởng thành, đồng thời khiến nhiều người ngưỡng mộ trước hạnh phúc gia đình mà cô đang sở hữu. Thúy Diễm hé lộ bí quyết độc nhất lấy vóc dáng quyến rũ sau khi sinh khiến chị em dậy sóng. Đúng 4 tháng kể từ ngày hạ sinh con trai đầu lòng Lương Thế Bảo, nữ diễn viên Thúy Diễm bất ngờ trở lại với làng giải trí Việt với một bộ ảnh cực kỳ gợi cảm và nóng mắt. Đây là bộ ảnh mà nữ diễn viên muốn dành tặng cho người hâm mộ và khán giả của mình để đánh dấu những ngày đầu tiên quay về với guồng quay công việc của nữ nghệ sĩ. Đương nhiên, giờ đã là mẹ một con, Thúy Diễm vẫn cố gắng dành thời gian để chăm sóc, nâng niu gia đình nhỏ và chàng quý tử của mình, dù có đam mê công việc đến mức nào đi chăng nữa. Nữ nghệ sĩ cho biết, điều quan trọng nhất là phải biết cân bằng giữa cuộc sống và đam mê, làm sao để có thể vừa thỏa mãn được cả hai, vừa cho bản thân mình có được một cuộc sống niềm vui và sức khỏe tràn trề nhất để có thể đồng hành cùng chồng, cùng con trên những chặng đường xa. Nhắc đến gia đình, Thúy Diễm cho biết, cô rất biết ơn ông xã Lương Thế Thành đã luôn bên cạnh mình từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Anh luôn là một người chồng rất nhẹ nhàng, lịch lãm, hài hước và cũng là một người cha rất chuẩn mực. Có thể nói chính nhờ Lương Thế Thành đã nâng hai mẹ con như nâng trứng mà cả Thúy Diễm lẫn chàng trai bé nhỏ lúc nào cũng tươi như hoa mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Thúy Diễm chia sẻ, thời gian qua vì tập trung sinh con và chăm sóc cho gia đình nên Thúy Diễm cũng đã bỏ lỡ nhiều dự án nghệ thuật. Cả Lương Thế Thành cũng vậy. Giờ là dịp cuối năm, mọi thứ đang dần ổn định hơn. Showbiz và làng giải trí cũng sôi động nên cả hai cũng quyết định sẽ dần dần hoạt động trở lại. Trong bộ ảnh mới đánh dấu sự tái xuất lần này, chính ông xã cũng là người ủng hộ cô trong việc lấy lại vóc dáng, xây dựng hình tượng quyến rũ và có một chút gợi cảm. Từ thần thái, gương mặt, nụ cười sảng rỡ của Thúy Diễm đều cho thấy rằng cô là một người phụ nữ đang ở trong giai đoạn ngọt ngào nhất của cuộc đời. Cũng nhân dịp trở lại với bộ ảnh đặc biệt, Thúy Diễm muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả hâm mộ, công chúng và những người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Cô hy vọng rằng trong những dự án sắp tới mà mình tham gia, Thúy Diễm vẫn có được sự khích lệ và động viên đầy tích cực của tất cả mọi người như thế.
Gia đình nhỏ của cô và Lương Thế Thành đã có thêm một thành viên. Hơn bao giờ hết, cô hiểu rằng chỉ có quyết tâm theo đuổi đam mê và duy trì lao động nghệ thuật mới giúp mình có được sự cân bằng và tâm lý vững vàng, ổn định để có thể cùng vui vẻ và hạnh phúc bên chồng và con.